cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở về. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Thanh Dương Phát. Hôm nay vẫn là lần đây, mình sẽ cập nhật những mẫu xem Vision mới nhất trong tháng 3 này cho các bạn trong ngày hôm nay ha. Thì hiện tại bên mình có đầy đủ phiên bản, từ phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao ha. Và màu gốc của nhà máy và những màu 3D luôn nha các bạn. À, giá thì hiện tại đang có mức giá từ 33 tới 39 triệu ha. Giá này đã bao gồm VAT cho các bạn rồi. Biển số giấy tờ bắt các bạn đăng ký ở đâu thì cứ liên hệ qua Zalo của mình, mình hỗ trợ cũng như báo giá cho các bạn ha. À, mình đi từ phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn. À, tiêu chuẩn thì sẽ có màu đen bóng và được trang bị khóa chìa nha. À, bản này thì mình có độ lên mâm nè, và một số phụ kiện trên xe như là gương hoặc là thảm để chân nha các bạn. À, bản này thì đang có mức giá từ 33 triệu thôi nha. Bạn, giá mình báo cho các bạn đã bao gồm VAT rồi, còn biển số giấy tờ thì các bạn tùy nơi thôi. Các bạn đăng ký ở đâu thì cứ liên hệ cho mình hỗ trợ báo giá cho các bạn ha. Và thủ tục mua trả góp với dòng Vision này chỉ cần căn cước công dân, các bạn đủ 18 tuổi tới cửa hàng và mình trả trước từ 3-4 triệu là được rồi ha. Các bạn có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế do công ty cấp thì cứ mang lên hết cho mình hỗ trợ lên hồ sơ cho các bạn. Và tiếp theo đây là phiên bản cao cấp nha các bạn. Cao cấp thì sẽ được sẽ có hai màu, màu trắng và màu đỏ ha. Phiên bản màu này là màu đỏ nha các bạn, đỏ đô nha. Đồng hồ phim Vision thì được trang bị động cơ 110 rồi ha, phù hợp cho tất cả các mọi người đi, từ nam nữ nè, nhân viên văn phòng hoặc là các bạn công nhân đều đi được hết ha. Và thủ tục mua trả góp với những cái dòng xe tay ga như là Vision này thì rất là đơn giản nè, và trả trước thấp nữa nha các bạn. Ưu đãi cho công nhân như là các bạn có bằng lái xe, bảo hiểm y tế hoặc là bằng lái xe mang tới cửa hàng mình có gói lãi suất ưu đãi luôn nha. Và hiện tại trong tháng này các bạn mua Vision sẽ được hỗ trợ về phần giá nè, combo phụ kiện, combo quà tặng khi các bạn có liên hệ trước với mình, cũng như là xăng xe đi lại cho các bạn luôn ha. Bản này cũng là phiên bản cao cấp ha các bạn. Cao cấp thì được trang bị yên nâu nha, cái này sẽ được trang bị yên nâu nè. Và cốp của xe Vision thì bao gọng gãi cho các bạn luôn ha. Mình đựng những vật dụng cá nhân của mình nè, như là trong chuẩn bị tới tháng mưa các bạn thì mình bỏ những vật dụng như là áo mưa nè, những thứ cần thiết trong xe để mà đi đường cho nó an toàn ha. Và tiếp sau đây là phiên bản xanh đặc biệt. Đây, xanh này là xanh nhám nha các bạn. Bản này thì được trang bị yên đen luôn nha. Ở đây mình có lên phụ kiện cho xe nữa nha các bạn. Các bạn có muốn lên phụ kiện cho xe thì cứ liên hệ cho mình. Mình hỗ trợ tặng cho các bạn một cái voucher phụ kiện, như là các bạn thích những cái món nào trên xe thì tới cửa hàng đi, mình tặng cho các bạn một cái voucher phụ kiện nè. Liên hệ trước với mình nữa, mình tặng cho các bạn combo quà tặng nữa nha. Nãy giờ thì mình đi qua 3 phiên bản rồi ha. Thì đây là phiên bản bánh lớn nha các bạn. Phiên bản này là phiên bản thể thao ha. Thể thao nó sẽ có hai màu, là phiên bản màu xám xi măng và phiên bản đen nhám nha. Sẽ được trang bị bánh trước là 16 inch nha các bạn. Con này mình có độ cái bóng đèn trước nè, gương kiểu nè. Và các bạn muốn gắn những thứ gì á thì cứ liên hệ với mình ha. Và ngoài ra thì mình có phiên bản màu 3D nữa nha. Con này là phiên bản trắng cam nha các bạn. Trắng cam mình lên từ phiên bản cao cấp, khóa từ móng tay cho các bạn luôn ha. Nếu như mà các bạn muốn lên màu á thì mình chỉ cần đưa trước cho mình từ 2 triệu thôi, mình lên màu theo ý thích của các bạn, như là các bạn thích màu trắng đen, đỏ đen, hoặc là những cái màu không có cụ, không phải của nhà máy mà các bạn muốn lên màu theo ý thích thì cứ liên hệ cho mình. Từ 2 triệu là sơn xe, các bạn là có xe rồi ha. Còn các bạn cần hỗ trợ tư vấn về các dòng xe như là Yamaha, xe Honda, xe nhập khẩu cứ liên hệ cho mình bên phần Zalo nha các bạn. Và quà tặng khuyến mãi ưu đãi cho các dòng xe hiện tại trong tháng 3 này rất là nhiều nha. Các bạn cứ liên hệ với mình qua Zalo. Các bạn cần tư vấn dòng xe nào mình gửi chương trình khuyến mãi dòng xe đó cho các bạn ha. Và cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video của lần ngày hôm nay. Nếu như các bạn muốn tư vấn dòng xe Vision hoặc tất cả các dòng xe nào cứ liên hệ cho mình qua Zalo nha.